cuộc sống luôn chuyển động không ngừng. Nhịp sống hối hả khiến cho ta khao khát tìm một nơi bình yên, một nơi tĩnh lặng để trốn chạy những ồn ào của phố thị, được hòa mình vào đại ngàn xanh trong và hồ ngọc thơ mộng, mang đến cho những cảm giác an yên, thư thái. Một nơi bình yên để tỉnh thức tâm hồn. Ngày mới bắt đầu với sương sớm mát lạnh, mây giăng dày đặc trên cành cây, ngọn cỏ, những tiếng chim hót véo von, hàng thông rêu vi vu trong gió, thác nước hùng vĩ, biển hồ trong xanh, là nơi tránh xa mọi khói bụi tấp nập của đời thường, mà thay vào đó là sự thân thuộc và bình yên đến lạ, nơi giúp bạn tìm ý nghĩa của cuộc sống, nơi cho bạn những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng được trân trọng, nơi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Hãy tạm gác những bộn bề của cuộc sống hối hả, cùng tìm về nơi bình yên đầy hạnh phúc. Amavi, chốn bình yên cho tâm hồn.